Kyo York bức xúc vì bị đuổi khỏi thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2016. Trên trang cá nhân, Kyo York tỏ ra thất vọng buồn bã trước tình huống trớ trêu tại sự kiện đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Vừa qua, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra trong không khí sôi nổi hào hứng, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện lớn được quan tâm hàng đầu trong thời gian qua. Tuy nhiên, mới đây, nam ca sĩ Kyo York bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân sự cố bị buộc phải rời khỏi thảm đỏ đã thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, tối ngày 28 tháng 8, nam ca sĩ Kyo York diện trang phục vest lịch lãm và có mặt tại sự kiện từ rất sớm. Nhưng khi vừa bước chân lên thảm đỏ, anh lập tức bị lực lượng bảo vệ mời đi lối khác. Theo như chia sẻ của họ, thì vé mà Kyo York đang cầm trên tay chỉ là hạng kim cương, không phải hạng VIP hay thẻ ra vào được đăng ký với ban tổ chức. Lúc đó, Kyo York như bị xịt keo nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ đi theo sự hướng dẫn của bảo vệ. Nhưng khi bước vào trong thì nam ca sĩ không thể giao lưu trò chuyện cùng đồng nghiệp và các khán giả bởi bước chân vô là bị chặn hỏi. Cuối cùng, để không làm mất thời gian đôi bên, Kyo York nhắn tin xin lỗi ban tổ chức và ra về. Tối ngày 28 tháng 8, trong trang phục bảnh bao lịch lãm, Kyo York có mặt từ khá sớm. Nguyên văn dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Kyo York: vừa đáp xuống sân bay là đánh quần đánh áo cho kịp đến tham dự đêm chung kết Hoa hậu theo lời mời của ban tổ chức. Mấy ngày qua đi diễn và từ thiện tại Ninh Thuận nên người đại diện của Kyo báo là đã nhận được vé mời tham dự đêm chung kết của ban tổ chức gửi. Thật tình mà nói là Kyo được mời chứ không hề có ý muốn hay xin xỏ đi dự nha. Đến ngay cổng gặp khán giả, có nhóm gọi tên ủng hộ Kyo, tôi quay qua cười tươi, tay còn vẫy vẫy chào kiểu hoa hậu thân thiện. Ai ngờ vừa thò chân bước vô thảm đỏ, cái bị anh bảo vệ chặn lại với lý do cái vé của tôi hạng chỉ là kim cương nên không được vô khu vực thảm đỏ. Kim cương rất giá vậy sao trời ơi, hu hu. Tôi đành ngậm ngùi và hơi chút quê độ, đi cửa sau theo sự hướng dẫn với hạng vé của mình. Nghệ sĩ ai không tự ái lúc đó, nhưng thực tình tôi nghĩ đến đây là vì quý anh Nam và chị Dung ban tổ chức, nên tôi vẫn có ý ở lại để tham dự. Nhưng khổ nổi, đồng nghiệp khán giả gặp tôi đều chào mời, mà tôi với họ đứng hai khu vực khác nhau, bởi tôi bước chân vô là bị chặn hỏi. Mặc dù có bạn trong ban tổ chức biết mặt mũi của tôi và nói để em đưa anh vô. Vô xong, thấy kỳ kỳ làm gì cũng bị chặn, là người nước ngoài, cũng như một nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi không cho phép mình làm phiền những người có nhiệm vụ bảo vệ đúng theo quy định nữa. Rất mất thời gian đôi bên, nên tôi có nhắn tin xin lỗi ban tổ chức và đi ra về. Sau này đi event, tôi phải hỏi kỹ, tính ra tôi cũng khá dễ tính, ra về trong bực nhọc. Nhưng status này viết với một cảm xúc nhẹ nhàng, hy vọng chương trình sẽ thiện cảm với tôi ở mặt khác. Nhưng suy cho cùng, đêm nay là đêm của các thí sinh mà, đâu phải đêm của khách mời đâu mà mình có quyền đòi hỏi hay ý kiến. Cũng buồn một chút là 2 năm trước mình đứng chung trên sân khấu với các người đẹp, giờ thì vẫn đẹp trai vẫn hot mà bị rớt giá với hoa hậu rồi, giờ thì bù lại được một buổi tối đi xem phim thỏa thích. Chỉ trong vài giờ, dòng chia sẻ của Kyo York đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa phần những ý kiến của cư dân mạng tỏ ra không đồng tình với cách làm việc của ban tổ chức. Người dùng có nickname NAD thẳng thắn chia sẻ: làm ăn kỳ cục quá, một chương trình mang tầm cỡ quốc gia mà để xảy ra những tình huống như vậy. Người đại diện nhận vé cho Kyo York ngay lập tức lên tiếng xin lỗi giọng ga cho những điều đã qua. Anh cảm thấy bất lực vì sự cố này ngoài tầm kiểm soát của mình. Người này cũng đưa ra tin nhắn hội thoại giữa mình và ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016. Theo đó, khi làm việc mình đã check rất kỹ, ngoài vé mời còn có cả tin nhắn xác nhận của bên gửi thư mời. Chính vì sự trân trọng của ban tổ chức nên mình mới bằng mọi cách sắp xếp cho Kyo York về sớm để tham dự. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, thiệt tình không biết nói gì luôn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!